Rồi em xin chào quý anh chị nha. Đó, có ngày 21 tháng 4 Gia Lơ này. Gia Lơ là 6 hơ. Đó, nhưng mà em mua đây 21 tháng 4 đây. Em mua 63 tiếp. Anh chạy bữa này 21 tháng 4 mua 63. Đó là 6 hơ, anh chạy mai. Còn nút nữa em cũng được trăm ngọt. Hồi bữa em mua 63 quá trời nè, 36. Hồi bữa cũng có ra 36 đó, mà không ra 63. Đó, bên A được ra 6 hơ. Xem vô nha anh chị. Rồi thì hôm nay em quay cho anh chị mình xem nè, mấy cái số này ngày hôm nay nè. Rồi con số 53, con số 48, con số 39, 20, 36, 17, 08, 21, 49, 86, 02, 85, 36, 67, 33, 18, 23, 26, đát 5 nha quý vị. Đây đát 5 này, 15, 06 là đát 5, đây đát 5. Còn ở trên là quán ngỡ nha anh chị. Rồi cái đây quán ngỡ nè, 54 nè, 53 nã 53 và có 54 nữa, 45, 94, 95, 26, 91, 82. Rồi xuống dưới này, bả bả, bả hơ, tôm ốc, 59, 63, 11, 50, 68, 03, 90, 44, 61, 12, 30. Rồi để ba con có đề đát 5, 98, 89, 30, 42, 53, 33, 24 nha anh chị. Rồi 24 nè, 33 nè, đát 5, 34, 42, 30, 89, 98. Đó, mấy con số này nha anh chị. Đó, anh chị không. Rồi, em quay nhanh cho anh chị mình xem. Đó, anh chị có nhu cầu mà mua Zalo kết bạn với em. Rồi em sẽ gửi chụp hình gửi số cho anh chị nha. Đây, Viên Ngọc Tè 0968 634312 hơ. Đó, ngân hàng đi băng 451 hơ hơ không năm hơ bả ba hơ 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 sáu nha anh chị. Rồi chúc anh chị may mắn phát lộc phát tài. Anh chị ở gần khu vực này, ở khu huyện Sơn Tịnh hoặc là tỉnh Quảng Ngãi, anh chị đi ngon qua cây xăng dầu Tịnh Đông, đậu mưa hơ thông bình xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, anh chị ghé mua tại vị số cầu ma cầu lộc cầu tài nha anh chị. Rồi video đến đây cũng xin tạm dừng. Thằng cu nó ngồi bán vị số. Vô đây con, vô trang ngầu cho con, cho để ngầu ngoài đường nguy hiểm đi. Đi. Rồi, em xin chào và cảm ơn quý vị anh chị đã ủng hộ kênh YouTube bấm như số kiếm gỗ của em. Cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều, chúc anh chị chiều nay may mắn anh chị. Có giờ anh chị mua số thì điện số điện thoại Zalo cái bọn số điện thoại hồi nãy với em nha anh chị. Cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều đã yêu mến. Nếu như anh vị anh chị có động lượng thì hãy cho em một like. Xin cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều.